Gồm xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các anh chị em thợ may đồng nghiệp luôn nè. Chúc cho các bạn và các anh chị em thợ may đồng nghiệp có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một cái mẫu áo cổ yếm nữa nha các bạn. Thì sẵn bữa nay nè mình cắt gập cho khách á, thì mình tranh thủ mình thấy có một cái mẫu mới, mình chia sẻ cho các bạn cùng xem tham khảo luôn nha. Thì cái mẫu hôm nay là cái mẫu cổ yếm buộc dây, dây phía sau cổ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên cái phần giấy gập mà mình vẽ sẵn nha. Thân áo cơ bản mình vẽ sẵn cả thân trước và thân sau luôn để tránh mất cái thời gian nha. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình một lượt đăng ký nha, một lượt thích hoặc là chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ ngay luôn. Thì cái mẫu này mình sẽ hướng dẫn trên cái size L nha. Size L thì tương ứng với số đo là dài 59, vai 36, kích 88, eo 74, vòng mông là 94. Thì nó tương đương vậy thôi nha. Thì cái thân áo cơ bản nè, thân trước và thân sau mình cắt sẵn hết rồi. Bây giờ mình chỉ chuyện mình phát triển mẫu thôi để tránh mất cái thời gian á. Cái phần vẽ được cái phần thân áo cơ bản này nè, mình sẽ để dưới cái phần mô tả. Bạn nào mà chưa biết vẽ cái phần thân áo cơ bản, hoặc là bạn nào mà mới vô học á, chưa có theo cái công thức của mình á, thì các bạn có thể vào xem tham khảo ha. Tại cái công thức của mình thì nói chung là mỗi người mỗi thầy thì một công thức khác nhau. Bởi vậy á, khi mà các bạn ứng dụng từ cái thân áo cơ bản của mình luôn thì nó mới cho ra được cái mẫu giống như mình hướng dẫn nha. Còn nhiều khi các bạn ứng dụng theo cái công thức khác, từ cái thân áo cơ bản khác đi, thì nó cũng tương tự vậy thôi, chứ nó không có khác gì. Nhưng mà nó không có ra được giống y hệt như cái công thức cơ bản mà phát triển ra cái mẫu áo mà mình chia sẻ nha. Thì ở đây thân trước thân sau, mình sẽ phát triển cái phần thân trước trước nè. Thì thân trước nè, đây mình sẽ vẽ lại cái phần ben nè. Thấy rõ. Rồi. Đối với size L này, mình sẽ xác định được cái điểm ngang kích của mình ha, cái điểm hạ kích của mình luôn nè. Cổ yếm này là cái cổ yếm đó, nó có cái phần vải von phía trước đó, yếm treo. Mình thắt cái sợi dây nơ phía sau luôn ha, mình viền theo cái phần yếm của mình thắt ra phía sau, mình thắt nơ phía sau á. Thì ở đây ngang cổ nè. Ngang cổ mình sẽ lấy là 7,5 cm nha. Sau cổ mình lấy 5 cm. Các bạn lưu ý nha, ngang cổ này 7,5, hạ sau cổ là 5 cm. Mình sẽ sử dụng thước kỹ thuật á để mình đánh cái phần cổ áo nè. Mình đánh cái cổ tròn. Từ cái điểm ngang kích nè, cái điểm mình hạ kích á, thì mình sẽ lấy xuống thêm 1,5. Cái phần yếm này không nhất thiết các bạn phải vẽ theo một cái công thức cố định nha. Ví dụ như các bạn nhìn cái phần ngực của khách á, ví dụ các bạn đo trực tiếp trên cơ thể khách thì mình sẽ nhìn ngực của khách, nếu mà sệ quá thì mình có thể, nó sệ thì mình sẽ hạ cái phần này hơi sâu một xíu. Còn nếu mà ngực cao quá mình hạ, mình dời lên. Nhưng mà nếu khách á, thích cho cái phần yếm của cái vải von phía trước này nó hơi hở thì mình sẽ cắt sâu. Còn thích kín á, thì mình cắt xích lên từ ngang kích hoặc là xuống ngang kích là 1,5 cm nha. Rồi mình sẽ dùng thước nè, mình gạch chéo lên đây, thì mình sẽ đo cho các bạn xem nha. Từ trên hạ xuôi vai này nè, từ cái điểm hạ xuôi vai của mình sẽ lấy xuống đây là 9 cm nè.
bạn lưu ý nha, đến đây chính xe rồi mình nói đến đây. Tại vì á, ở phía trước mình lót giải von, nếu các bạn á, hạ sâu quá thì nó hở cái phần ngực quá thì nhiều khách đã khó tính, đã không có chịu ha. Thì ở đây mình cũng lưu ý nha, thì các bạn phải nói chung là theo ý khách á, thì mình chỉ hướng dẫn cơ bản. Thì các bạn cái phần độ sâu này nè, các bạn có thể tự gia giảm nha. Ngoài này mình lấy vô đây là 1,5 cm. Rồi mình gạch xéo qua đây. Đây mình sẽ cắt cười kìa. Cắt phần cổ này ra. Cắt lấy được cái phần yếm phía trong này. Cái phần yếm này nè, nếu mà các bạn thích hở nhiều thì các bạn có thể cắt xích vô đây nha, cho nó hở cái phần chỗ này nhiều chút vẫn được. Còn nếu các bạn không thích hở thì mình cắt từ ngoài cái phần nách áo vô đây là 1,5 cm được rồi. Tại vì khi mình may cái phần tay lên đây hết 1 cm thì nó chỉ còn hở nhỏ thôi, hở chút xíu thôi. Rồi mình cắt ra cái phần này mình giữ lại nha, để mình ghi nhớ cái số đo 9 cm này nè, mình để đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái thân sau. Thân sau nè, thân sau thì mình sẽ hạ cổ 12 cm đến 14 cm thì tùy thích ha. Thì mình sẽ gia giảm cổ sau mà, thì khách thích cái cổ sâu thì mình cắt sâu thì mình hạ 14, thích cổ trung bình thì mình hạ 12 là nó không có sâu ha. Ở đây mình hướng dẫn thì hướng dẫn cơ bản thôi, các bạn thích cổ rộng cổ sâu thì các bạn tự gia giảm nha. Đó mình gạch ngang đây, mình cắt nha, hạ 12 mình gạch ngang. Cái đoạn này mình sẽ đo 9 cm, thân sau như vậy mình giữ nguyên nha. Cái phần thân sau này nè, mình sẽ cắt các sợi dễ viền, mình viền 1 cm nè. Mình giữ cái phần này lại, quay lại cái phần này. Mình sẽ cắt cái phần yếm mà dãy khác, mình cắt giấy khác mình chừa đường may vô đây để mình gáp nè. Bây giờ mình sẽ gáp đường này là 1 cm nè. Rồi bây giờ mình sẽ gáp xuống đây là 1 cm nữa. Vậy thì mình sẽ chừa cái đường may ra đây là 2 cm ha. Còn phần phía dưới này mình giữ nguyên nè, mình không có thay đổi gì hết nha. Mình đặt cái phần gập này lên đây. Giống y chang cái phần gập luôn nha. Mình cắt chừa ra 1 cm thôi. Rồi mình cắt cái phần này mình chừa 2 cm. Làm dấu nha các bạn. Ở đây mình làm dấu xuống 1 cm thôi. Mặc dù mình cắt 2 cm nhưng mình làm dấu xuống 1 cm nha. Rồi mình làm dấu xuống 1 cm. Mình gáp vô đây. Gáp bên 1 cm ha. Gáp 1 cm cho nó dễ gáp. Bạn gấp 0,5 nhiều khi không quen á. Cái này thì mình làm dấu nè. Cái độ xiên của yếm nè mình làm dấu. Đây mình sẽ cắt dư nè. Khi mình cắt trên vải á, mình cắt dư ra như vậy, dư 1 cm nè. Mình bóp nó lại, mình may nha. Đó.
bóp đạm làm dấu. Các bạn thấy không? Nó dư cái thằng này nè, nó dư chỗ này 0,5 cm, mình cắt bỏ. Gọt cho phần cổ nó bóng em nè, mình ốp nó vô gì nè, phần yếm phía trước của mình á, mình ốp nó vô. Xong một cái phần cổ này nè, mình cắt cái sợi dây, cái sợi dãy viền á, mình cắt mình viền 1 cm, mình viền tròn qua, mình viền dư hai bên đây ha, cho nó dài ra, đặng mình buộc khi mình mặc á, mình buộc tròn qua phía sau cổ của mình thành hình chiếc nơ. Thì cái độ dài thì tùy thích ha, mình có thể gia giảm. Như vậy là xong cái phần yếm ha. Bây giờ mình sẽ quay qua trên cái phần vai để mình cắt được cái phần tay á. Đây là cái phần vai trước mình cắt ra nè. Này vai sau. Thì ở đây mình cũng có đo rồi. Bên phía trước 9 sen, phía sau là 9 sen. Vậy mình cộng chung vậy mình được 18 cm nha. Thì các bạn lưu ý cái thông số 18 cm này nè. Để cắt được cái mẫu tay này á thì mình sẽ ráp cái phần này lại. Mình đo cái nách tay của thân trước để mình cắt nha. Mình đo cái vòng nách của thân trước nè. Công thức của mình á, thì lúc nào mình cũng cắt cái tay áo á, dựa trên cái vòng nách của thân trước nha. Nách tay của mình là 19 cm nè. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần tay. Mẫu này thì tay lỡ nha các bạn. Mình đo vòng nách thân trước 19 thì mình xếp vô 20 thôi, 20 đến 21 được rồi. Mình vẽ tay như tay áo thông thường của mình. Ở đây nó có song bằng sẵn rồi nè, mình chỉ lấy lên mình phạt lên là 1 cm thôi, mình đánh hơi bầu nha. Phần lai tay thì mình sẽ chừa 2 cm để mình may cái phần mình bẻ cái phần lai lên. Dài tay thì mình ở đây mình có hơi lỡ thì mình sẽ cắt cái dài tay là 25. Hạ nách tay á, ở đây mình sẽ hạ là 12 cm. Ngang cái phần kích tay của mình nè, mình đo trên cái phần áo là 19 cm, vậy mình sẽ vẽ là 20 nha. Mình vẽ ngang 20, mình cộng thêm 1 sen thôi. Tại vì mình cắt cái tay mình cho nó vừa vừa chứ nó không có gọn phùng phình ra ha. Mặc dù ở trên vai nó dúng nhưng mà ở dưới cái phần tay á thì nó vẫn vừa thôi chứ nó không có gọn quá. Thông thường mình cắt cái tay cơ bản bình thường á là mình sẽ vẽ lên đây, mình đánh cái phần vai của mình. Còn ở đây á, cái mẫu tay này nó có dúng ở trên cái phần vai, còn một đoạn ở phía dưới cái phần nách này nè, lúc mình gáp vô là nó không có dúng. Còn từ đây dòng lên cái phần trên vai của mình là mình cắt bỏ hết rồi, nó trống là mình sẽ rút dúng cái phần đó. Thì mình sẽ lấy lên là 12 cm, mình lấy thêm 12 nữa. Ở đây mình sẽ sử dụng bút chì để mình nối nè. Mình nối từ cái điểm 12 cm xuống đây. Độ lớn của tay nè. Rồi mình dùng thước kỹ thuật để mình đánh cái phần tay của mình. Mình đánh cho im rồi mình sẽ tô lại bằng bút mực cho các bạn nhìn rõ ha. Đánh cho nó có cái độ mượt, nó không có bị gấp khúc á.
mình đánh cái phần tay cho nó êm. Rồi cái phần tay của mình nó có hình thức như vậy. Mẫu này các bạn có thể may ngắn lên hoặc dài thêm đều được nha. Cổ tay nè, cái phần nách tay của mình 19, cổ tay mình sẽ nhỏ hơn. Ở đây mình sẽ lấy ngang cổ tay nè, 16 cm nha. Thì các bạn khi các bạn đo trực tiếp trên cơ thể của khách á, thì các bạn có thể gia giảm theo cái phần tay của khách. Còn ở đây mình cắt theo size, mình cắt cơ bản thôi ha. Cái phần cổ tay của khách là 28 là mình lấy 28. Tại vì cái phần sườn tay này mình sẽ gấp 2 cm nè. Thì các mẫu đồ bên mình á, thường hầu hết á, là mình đường may gấp sườn tay đều là 2 cm hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra. Cái mẫu này thì cái tay áo á, cái phần vai nó trống, mình mặc á, nó hơi trống chỗ cái phần vai. Cái phần tay thì nó rút lại, rút chúng lại, nhìn rất là dễ thương nha. Mẫu này mà mình may áo lẻ rất là đẹp luôn. Rồi cái phần tay của mình nó có hình thức như vậy. Thì các bạn sẽ thắc mắc làm sao mà mình cắt mình dày rồi sao mình tra vô cái phần tay áo của mình được, thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Cái đoạn này nè là 18 cm, mình cắt gợi ra nè. Bây giờ mình gấp nó lại cho các bạn xem ha. 18 cm á, gấp vai 1 cm nè, mình để cho nó im luôn. Cái phần vai lúc nó còn là nó như vậy, nó không có gì thay đổi nha. Thì khi mình cắt gợi nó ra, cắt mất cái phần này đi, mình sẽ lấy nó ra, mình giữ nguyên cái đoạn thẳng đó. Còn cái phần tay của mình nè, từ cái phần nách này của cái phần tay trước, mình sẽ may tra vô cái phần nách tới đây. Mình may mình tra vô tới đây ha. Còn cái phần phía sau mình cũng may một đoạn từ cái phần sườn lên tới cái đoạn này, mình may mình lại mũi. Rồi còn một đoạn dư này, dư từ đây qua đây, dư từ điểm này qua điểm này, các bạn sẽ thấy nó dư rất là nhiều. Mình sẽ ở đây, nếu tùy theo dải ha, thì các bạn nếu mà xếp nhật á, hoặc là xếp vuông, thì các bạn có thể cắt kéo găng cưa ở đây tạo kiểu. Còn nếu như mà dải von á, là mình sẽ may một cái đường meo, hoặc là mình cuốn biên theo cái kìa trên vai này, xong rồi cái mình rút dúng lại. Các bạn có thể rút dúng bằng chỉ, tốt nhất là mình nên rút bằng chỉ thun, rút bằng chỉ thun hoặc là thun khoảng 1 cm á, mình rút đều hết cho sao cho cái đoạn từ đây đến đây nè nó còn 18 cm, là nó sẽ úp trên cái phần vai của mình, mặc rất là dễ thương luôn ha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn đó, hoàn thành cái mẫu áo cổ yếm. Phía trước này thì nó phối cái phần lưới nè. Tay thì tay mình cắt dạng tay búp chống trên vai ha. Thì video của mình xin phép được kết thúc ở đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau của mình nha.